Xin chào tất cả các em học sinh lớp 11. Các em đang theo dõi video hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa vật lý 11 được phát hành trên kênh YouTube Học 247. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu học chương 6, chương khúc xạ ánh sáng, và bài học đầu tiên mà chúng ta cùng nghiên cứu là bài 26, khúc xạ ánh sáng. Thì như chúng ta đã biết, ánh sáng đó là một đối tượng nghiên cứu của quang hình học, và ba định luật cơ bản của quang hình học là định luật truyền thẳng ánh sáng, và thứ hai chính là bài học hôm nay, khúc xạ ánh sáng, và tiếp theo đó là phản xạ ánh sáng. Và nhờ những nghiên cứu về quang hình học mà người ta đã chế tạo ra rất là nhiều dụng cụ quang cần thiết cho khoa học và đời sống. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu về cái định luật đầu tiên trong ba định luật cơ bản của quang hình học, đó là định luật khúc xạ ánh sáng. Và trước khi đi vào phần giải bài tập thì cô và các em hãy cùng điểm sơ qua về một số kiến thức chính, các cái công thức quan trọng mà chúng ta đã được học ở trong bài để chúng ta áp dụng và hoàn thành tốt các bài tập sách giáo khoa các em nhé. Bài 26, khúc xạ ánh sáng. Kiến thức đầu tiên mà các em cần phải ôn lại cho cô đó là các kiến thức, nội dung liên quan đến định luật khúc xạ ánh sáng. N1 sinh Y bằng N2 sinh R. Định luật khúc xạ ánh sáng. Thứ nhất, tia khúc xạ nằm trong mặt thẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới. Và thứ hai, với hai môi trường trong suốt nhất định thì tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ là một hằng số. Còn cô biết dưới dạng N1 sin Y bằng N2 sin R thì đây cũng là một dạng, một cách viết khác của định luật khúc xạ ánh sáng. Phần kiến thức thứ hai các em cần nắm đó là chiết xuất tỷ đối. Sin Y trên sin R sẽ bằng N21. Tỉ số không đổi sin Y trên sin R bằng N21 trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng được gọi là chiết xuất tỷ đối N21 của môi trường hai chứa tia khúc xạ đối với môi trường 1 chứa tia tới. Một loại chiết xuất khác đó là chiết xuất tuyệt đối. Chiết xuất tuyệt đối gọi tắt là chiết xuất của một môi trường là chiết xuất tỷ đối của môi trường đó đối với chân không. N21 sẽ bằng N2 trên N1. Đây còn gọi là hệ thức giữa chiết xuất tỷ đối và chiết xuất tuyệt đối. Và các em lưu ý dùm cho cô, đó là chiết xuất của chân không thì bằng 1 và chiết xuất của không khí thì nó gần bằng 1. Phần kiến thức cuối cùng các em cần nắm đó là tính thuận nghịch trong sự truyền ánh sáng. Ánh sáng truyền theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó, và từ đó chúng ta suy ra N21 sẽ bằng 1 trên N12. Các em có thể quan sát hình ảnh. Đây là đường truyền của tia sáng trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Rồi, đó là toàn bộ các phần tóm tắt lý thuyết sơ lược của bài cũng như các công thức chính mà cô và các em đã cùng nhau ôn tập lại. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em phương pháp giải các bài tập sách giáo khoa của bài này nhé. Chúng ta đi vào bài khúc xạ ánh sáng, bài 26. Nội dung bài tập sách giáo khoa của bài này gồm có tổng cộng đó là 9 bài, và trong 9 bài tập này thì nó đã bao gồm các câu lý thuyết giáo khoa, một số câu lý thuyết trắc nghiệm và một số câu bài tập tự luận tính toán nhằm giúp các em ôn tập lại bài, vận dụng công thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Bây giờ thì chúng ta hãy đi vào bài tập 1 và xem thử bài tập 1 nói gì ở đây các em nhé. Thông thường thì bài tập 1 sẽ là một câu lý thuyết giáo khoa, đúng không nào? Người ta hỏi thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng, phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Kiến thức này chúng ta đã được học. Khúc xạ ánh sáng là gì các em? Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương gãy của các tia sáng khi truyền xuyên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. Đây chính là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Còn ý thứ hai, định luật khúc xạ ánh sáng. Thì trong phần ôn tập lại các kiến thức, cô đã có nêu qua về định luật khúc xạ ánh sáng này rồi. Cũng như là khi mà các bạn học ở trên lớp thì đa số là định nghĩa của hiện tượng khúc xạ ánh sáng và định luật khúc xạ ánh sáng các bạn đều nắm được ở trên lớp hết. Nội dung định luật khúc xạ ánh sáng như sau. Thứ nhất, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới, tạo bởi tia tới và pháp tuyến, và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới. Thứ hai, với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới sin Y và sin góc khúc xạ sin R luôn không đổi. Đó là sin Y trên sin R sẽ bằng một hằng số constant. Rồi, như vậy là chúng ta Kết thúc bài tập 1 ở đây. Rất là đơn giản đúng không các em? Hãy cùng nhìn lại bài tập 1 nào trước khi chúng ta chuyển sang bài tập 2. Chúng ta chuyển sang bài tập 2 nào. Rồi, định nghĩa hiện tượng khúc xạ ánh sáng của bôi đen lại. Và bài tập 2. Chiết xuất tỷ đối N21 của môi trường 2 đối với môi trường 1 là gì? Đây chính là toàn bộ nội dung trong phần chiết xuất mà cô có nhắc lại với các em. Là gì nào? Chiết xuất tỷ đối N21 của môi trường 2 đối với môi trường 1 đó là gì? Tỷ số không đổi sinh Y trên sinh R bằng N21 trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng được gọi là chiết xuất tỷ đối N21 của môi trường 2 chứa tia khúc xạ đối với môi trường 1 chứa tia tới. Và nếu như mà N21 lớn hơn 1 và R bé hơn Y thì chúng ta suy ra môi trường khúc xạ 2 chiết quang hơn môi trường tới. Tức là môi trường khúc xạ nó sẽ chiết quang hơn môi trường tới và ngược lại. Nếu mà N21 bé hơn N21 bé hơn 1 và R lớn hơn Y thì môi trường khúc xạ nó sẽ chiết quang kém môi trường tới. Đối với những cái câu mà lý thuyết giáo khoa như là câu 1 hoặc là câu 2 thì các em cũng đã được học ở trên lớp rồi. Hoặc là nếu mà các em quên thì có thể mở sách giáo khoa ra và xem lại. Nếu như bạn nào mà có nhu cầu học thêm thì các em còn có thể coi thêm các video bài giảng hỗ trợ như là video bài giảng của thầy Thanh Sang trên các website học247.vn hoặc là học247.net. Thầy có trình bày bài này rất là kỹ. Trên YouTube thì hiện nay thầy Sang cũng đã có một kênh danh sách phát riêng đối với chương trình trung học phổ thông lớp 10, 11 và 12 rồi. Thì trước khi đi vào phần giải bài tập thì các em có thể xem qua các video lý thuyết trước để mà chúng ta khi giải bài tập chúng ta sẽ nắm vững hơn và không còn bỡ ngỡ. Rồi, cô nói sơ qua là như vậy thôi, chúng ta cùng sang bài tập 3 nhé. Bài tập 3, chiết xuất tuyệt đối N của một môi trường là gì? Và viết hệ thức liên hệ giữa chiết xuất tỷ đối và chiết xuất tuyệt đối. Phần kiến thức này cũng nằm trong phần ôn tập chiết xuất cô có nhắc rồi đúng không? Chiết xuất tuyệt đối là gì nào? Cùng nhớ lại nào các em. Chiết xuất tuyệt đối gọi tắt là chiết xuất của một môi trường là chiết xuất tỷ đối của môi trường đó đối với chân không. Và viết hệ thức liên hệ giữa chiết xuất tỷ đối với chiết xuất tuyệt đối giùm cô nào. Đó là gì? Muốn liên hệ giữa chiết xuất tỷ đối và chiết xuất tuyệt đối, N21 sẽ bằng N2 trên N1. Đây chính là hệ thức liên hệ của nó, rất là dễ nhớ. Vì đây là những câu lý thuyết giáo khoa thôi nên cô sẽ đi rất là nhanh để chúng ta có thời gian hơn. Chúng ta tập trung vào những câu bài tập khó hơn là mới những bài cuối cùng các em ha. Và chúng ta chuyển sang bài tập 4 luôn nhé. Đánh nhanh và thắng nhanh nào. Thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng? Chứng tỏ rằng N21 bằng 1 trên N21. Cô xin lỗi ha, chỗ này cô sửa lại một. Chính xác của nó phải là chứng tỏ N21 bằng 1 trên N12 và biết rằng nước có chiết xuất là 4/3. Vậy chiết xuất của không khí đối với nước là bao nhiêu? Tức là phần dưới là chúng ta yêu cầu chúng ta phải tính toán. Vậy thì thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng nào? Trong phần cuối cùng khi mà ôn tập lại công thức cô cũng có nói qua rồi. Đó là gì? Tính thuận nghịch trong sự truyền ánh sáng. Các bạn nào còn nhớ không? Ánh sáng truyền theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó. Đây, ánh sáng truyền theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó. Chứng tỏ N21 bằng 1 trên N12. Chứng tỏ điều này cho cô nào. Chúng ta làm như thế nào đây? Để suy ra điều phải chứng minh. Ta có N12 thì bằng sinh R trên sinh Y. Nhớ ha, N12 thì bằng sinh R trên sinh Y. Giờ cô sẽ chia tử số và mẫu số của nó cho sinh R. Như vậy thì tử số của nó sinh R trên sinh R là hết. Mà mẫu số của nó sinh Y trên sinh R cô sẽ viết lại. Như vậy thì N12 lúc này nó sẽ bằng 1 trên cho sinh Y trên sinh R. Mà sinh Y trên sinh R thì bằng gì? Bằng N21. Tức là lúc này N12 sẽ bằng 1 trên N21. Đấy chính là điều mà chúng ta cần chứng minh. Suy ra điều phải chứng minh. Rất dễ đúng không các em? Và ý tiếp theo nào, tính cái gì đây? Chiết xuất của không khí đối với nước, biết rằng nước có chiết xuất là 4/3. Như vậy thì N không khí nước sẽ bằng 1/N12, tức là 1/4/3. Nó sẽ bằng 3/4, đảo ngược lại và bằng 0,75. Đây chính là chiết xuất của không khí với nước. Rồi, rất là dễ đúng không nào? Chúng ta dừng bài tập 4 ở đây các em nhé. Chuyển sang bài 5 nào. Một tia sáng truyền đến mặt thoáng của nước. Tia này cho một tia phản xạ ở mặt thoáng và một tia khúc xạ. Người vẽ các tia sáng này quên ghi lại chiều truyền trong hình 26.7. Tia nào dưới đây là tia tới? Khác với 4 bài tập trước thì bài tập 5 là một bài tập trắc nghiệm. Tia nào? Câu A tia S1i, câu B tia S2i, câu C là tia S3i, câu D là tia S1i, tia S2i và tia S3i đều có thể là tia tới. Hãy chọn giúp cho cô trong 4 đáp án này, tìm ra tia tới giúp cho cô. Nhưng mà hình 26.7 đâu? Đây, hình 26.7 của chúng ta đây. S1i, S3i và S2i đều có thể là tia tới, bởi vì người vẽ quên ghi lại chiều truyền mất rồi. Chúng ta làm thế nào đây? Bây giờ hãy quan sát đường truyền của các tia tới dùm người cô nào. Quan sát đường truyền. Biết rằng tia sáng này truyền đến mặt thoáng của nước. Tia này cho một tia phản xạ ở mặt thoáng và một tia khúc xạ. Chúng ta sẽ có Y là điểm tới, S2I là tia tới. Đây, S2I là tia tới. S1I là gì? Tia phản xạ. Tia phản xạ nhé, không phải tia tới đâu. Và tia IS3 là tia khúc xạ. Đây này, tia này đi từ này đi ra là IS3 chứ không phải là S3I. IS3 là tia khúc xạ. Như vậy thì phương án đúng sẽ là phương án B. Tia S2I mới là tia tới. Còn lại tia S1I là gì? Cô nói rồi, tia phản xạ. S3I là gì? IS3 là tia khúc xạ. Còn lại phương câu D, S1I, S2I và S3I đều có thể là tia tới. Hoàn toàn sai lầm. Câu A không đúng, câu B không đúng và câu D cũng không đúng. Như vậy thì phương án đúng ở đây sẽ là phương án nào? Phương án B. Chúng ta sẽ chọn câu B. Rồi, được chưa nào các em? Chọn câu B cho bài tập 5. Và chúng ta dừng nó ở đây nhé. Đây là một bài tập rất là hay đúng không nào? Vừa có thể ôn lại định nghĩa, đồng thời quan sát đường truyền của các tia sáng nữa. Chúng ta sang bài 6 nào. Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau. Nước có chiết xuất là 4/3. Góc tới của tia sáng là bao nhiêu? Tính đòn số. Đáp án A là 37 độ. Đáp án B là 42 độ. Đáp án C là 53 độ. Và đáp án D là một giá trị khác ABC. Bài này yêu cầu chúng ta tính góc tới. Chúng ta làm bài này như thế nào đây? Biết rằng tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra ngoài không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau. Họ chỉ cho chúng ta đúng một cái chiết xuất của nước là 4/3. Và khi nãy chúng ta vừa tính chiết xuất của nước là 4/3 thì chiết xuất của không khí nước sẽ là 3/4. Đúng không nào? Chú ý đến đây nào các em ơi. Áp dụng định luật khúc xạ thì ta coi chiết xuất của không khí là N không khí bằng 1. Nhớ nhé, coi N không khí là bằng 1. Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng cho chúng ta điều gì? N không khí nhân sinh Y sẽ bằng N nước nhân sinh R. Và ta gọi đây là biểu thức 1. Trong đó Y là góc tới, R là góc khúc xạ và NN là chiết xuất của nước. Đến đây rồi thì chúng ta làm gì tiếp nào? Cùng suy nghĩ nào. Sau khi đã áp dụng định luật khúc xạ rồi thì chúng ta sẽ áp dụng định luật phản xạ ánh sáng. Định luật phản xạ ánh sáng có ai còn nhớ không? Chúng ta sẽ có góc phản xạ, góc Y phẩy sẽ bằng góc Y, mà tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Điều này cho chúng ta điều gì? Tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ, tức là góc Y phẩy cộng góc R bằng 90 độ. Đây, góc phản xạ Y phẩy vuông góc với tia khúc xạ, tức là góc R bằng 90 độ. Góc phản xạ cộng góc khúc xạ bằng 90 độ. mà góc phản xạ thì bằng góc tới, hay góc tới y cũng góc r sẽ bằng 90 độ. Thay vào 1, biểu thức 1 đâu? 1 nhân vi sin y sẽ bằng 4/3 chiết số của nước nhân vi sin của góc 90 độ trừ đi góc y, và nó sẽ bằng 4/3 lần cos y. Hay chúng ta sẽ suy ra tan y này sẽ bằng 37 độ, chính là góc tới. Phương án nào? Phương án A. B không đúng, C không đúng và D cũng không đúng. Góc tới của chúng ta sẽ là 37 độ. Bài tập 6 chúng ta sẽ chọn câu A. Rất là dễ đúng không nào các em? Bài 6 chọn A và chúng ta di chuyển sang bài tập 7 nào. Có 30 trường trong suốt 1, 2 và 3 với cùng góc tới y. Một tia khúc xạ như hình 26.8 khi truyền từ 1 vào 2 và từ 1 vào 3 vẫn góc tới y. Khi tia sáng truyền từ 2 vào 3 thì góc khúc xạ là bao nhiêu? Tính tròn số, tiếp tục tính cho cô một góc. A bằng 22 độ, B bằng 31 độ, C bằng 38 độ và D là không tính được vì thiếu yếu tố. Bạn hãy cho chiết xuất cho các em. Chưa cho chiết xuất nào cả. Có 30 trường 1, 2, 3 mà không hề cho chiết xuất nào cả. Như vậy thì phải làm sao? Hình 26.8 của chúng ta đây đồng thời với cùng góc tới y, các góc khúc xạ là 45 độ, 30 độ và yêu cầu tính góc khúc xạ, nhưng mà lại chưa cho biết chiết xuất của cả 30 trường. Như vậy thì chúng ta tính được không? Không thể tính được, không thể tính được. Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng N1 sin y bằng N2 sin r mà N1 N2 chưa có thì làm sao tính được? Như vậy thì chúng ta phải chọn câu D dùm cho cô. Còn lại các đáp án A không đúng, C cũng không đúng và B cũng không đúng luôn. Bài tập 7 chúng ta phải chọn câu D. Không thể tính được vì thiếu yếu tố. Đây là phương pháp giải bài tập 7 của cô. Còn nếu nhà bạn nào mà có những cái phương pháp giải khác á, thì các bạn có thể comment bên phía dưới video ha. Hoặc là trong quá trình làm bài á, các em còn thắc mắc chỗ nào, có chỗ nào chưa hiểu thì các em có thể comment trực tiếp bên dưới video thì cô sẽ xem và trả lời giúp cho chúng mình. Và chúng ta kết thúc bài 7 ở đây nào. Chuyển sang bài tập 8. Một cái thước được cắm thẳng đứng vào bình nước có đáy phẳng ngang. Phần thước nhô khỏi mặt nước là 4 cm. Chích ở phía trên có một ngọn đèn. Bóng của thước trên mặt nước dài 4 cm và ở đáy dài 8 cm. Tính chiều sâu của nước trong bình. Biết chiết xuất của nước là 4/3. Đây là một câu bài tập tự luận tính toán nhằm giúp các em rèn luyện khả năng áp dụng công thức thay số tính toán để mà tăng cường cái khả năng giải bài tập. Tính chiều sâu của nước trong bình tính như thế nào đây các em? Bài tập 8 nào. Suy nghĩ và cùng lấy giấy bút ra làm cùng cô ha. Bây giờ cô sẽ trình bày bài này như sau. Đây chính là cái thước được cắm thẳng đứng vào bình nước có đáy phẳng ngang. Chúng ta hãy cùng quan sát nào. Độ cao của nó là h. Như vậy thì vì bóng thước ở trên mặt nước dài 4 cm và ở dưới đáy dài 8 cm nên góc tới y lúc này nó sẽ bằng 45 độ các em ạ. Và góc tới y bằng 45 độ rồi chúng ta làm gì tiếp? Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng cho cô nào. Các bạn hãy viết định luật khúc xạ ánh sáng vào đi. Đó là gì nào? Y bằng 45 độ thì suy ra sin r sẽ bằng 3/4 sin 45. Lúc này thì chúng ta sẽ suy ra r bằng 32 độ. Rất là dễ đúng không nào? Và có r rồi thì chúng ta sẽ làm gì tiếp? Tính chiều sâu của h thôi. Từ hình vẽ ta có tan r sẽ bằng 4/h. Mà r thì bằng 32 độ. Vậy chiều cao của mực nước là h sẽ bằng 4 trên tan r. tức là bằng 4 trên tan 32. 4 trên tan 32. Các bạn ơi, bấm máy dùm cho cô biểu thức này nào. Sau khi bấm máy thì kết quả chúng ta thu được đó là h bằng bao nhiêu? H bằng 6,4 cm. Đây chính là chiều sâu của nước ở trong bình. Và chúng ta kết thúc bài tập 8 ở đây. Rất là dễ đúng không nào? Chúng ta chuyển sang bài tập 9 nào. Một tia sáng được chiếu đến điểm giữa của mặt trên khối lập phương trong suốt, biết chiết suất L bằng 1,5. Theo hình 29.6, tính góc tới Y lớn nhất để tia khúc xạ vào trong khối, còn gặp mặt đáy của khối. Tính Y max. Góc tới Y, chúng ta hãy tính góc tới Y max lớn nhất cho cô. Với đề bài là yêu cầu chúng ta theo nhìn 29.6. Và hình 29.6 đâu rồi nhỉ? Đây hình 29. Tôi xin lỗi ha, hình 26.9 các bạn ạ. Nhưng mà không sao cả, điều này không ảnh hưởng tới vấn đề của chúng ta. Chúng ta chỉ cần biết đó là một khối lập phương trong suốt có chiết suất N bằng 1,5. Và làm sao mà tính được cái góc tới Y max này cho cô. Bây giờ cô sẽ trình bày phương pháp giải bài này như sau. Để tia khúc xạ còn gặp mặt đáy của khối thì góc khúc xạ lớn nhất khi tia khúc xạ qua đỉnh của mặt đáy. Các bạn cần phải lập luận được phần này ha. Điều này có nghĩa là sinh R max sẽ bằng A trên căn 2 trên cho căn bậc 2 của A bình cộng với A bình trên 2. Biểu thức này có thể tính tiếp được không? Sau khi tính một hồi thì nó sẽ ra bằng 1 trên căn 3. Các bạn phải tính nha. Cái này các bạn phải tính. Tính thật kỹ vào cho cô. Các bạn mà không tính được phần này thì lý cũng không làm được mà bán cũng không làm được luôn. Lúc này thì chúng ta sẽ áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng. Sin Y max sẽ bằng N nhân sin R max. Mà sin R max bằng 1 trên căn 3. N thì bằng 1,5. Thì thay số vào cho cô nào. N đâu? 1,5. Đây này. N 1,5 và sin R max thì bằng 1 trên căn 3. Như vậy thì sin Y max lúc này nó sẽ bằng căn 3 trên 2. Có sin Y max bằng căn 3 trên 2 thì ngay lập tức chúng ta sẽ suy ra được Y max bằng 60 độ. Đây chính là góc tia Y lớn nhất để tia khúc xạ vào trong khối còn gặp mặt đáy của khối. Và cũng là yêu cầu của bài tập 9. Vậy là bài tập 9 của chúng ta chỉ đơn giản như vậy thôi. Và các em thân mến, vậy là chúng ta đã đi xong các bài tập sách giáo khoa của bài khúc xạ ánh sáng, cũng có tổng cộng là 9 bài. Và sau khi mà đi xong các bài tập sách giáo khoa này rồi á, các em cần phải ôn tập lại cho cô, đó là về định luật khúc xạ ánh sáng, đồng thời phân biệt được các khái niệm chiết suất tỷ đối, chiết suất tuyệt đối và hệ thức giữa chiết suất tỷ đối và chiết suất tuyệt đối, đồng thời là áp dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng và biết được cách vẽ đường đi của tia sáng từ môi trường này sang môi trường khác để chúng ta có thể áp dụng và hoàn thành tốt các bài tập. Các em hãy cùng đón xem video tiếp theo, đó là video hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa vật lý 11, bài 27 phản xạ toàn phần được phát hành trên kênh YouTube Học 247 và đừng quên bấm subscribe kênh cũng như chia sẻ và mời bạn bè cùng học các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn. Và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.